Nhà em vẫn còn phục vụ món chả lụa chay với chả nhồi sả chay với xúc xích nha cả nhà ơi. Mấy cái chỗ bán bánh mì em cũng bỏ chả lụa, cái em bán bánh mì chay đó. Bánh mì chay gọi là mình bỏ chả lụa là cao cấp luôn á. Đây nè, đại gia đình của mình, đây là chả lụa chay của bên Rồng Nhỏ Kim Tử Long nha. Rất là ngon, Tết là bán không kịp bán luôn á nha. Rất là ngon. Khách đã từng ăn rồi, cả năm nay rồi, cho nên mọi người trở lại lấy ăn rồi. Không có cần quảng cáo, không cần giới thiệu gì hết trơn á. Tự động mà. Ngon quá. Hôm nay mới là ăn Tết. Mùng 4. Mắm nêm sao cậu được không? Ngon lắm rồi. Có thúi mùi mắm không? Không. Không thúi. Cũng phải 30 mà cho ăn một dịp túi. Đừng đi ra hát, mà bể lắm xe, mà lắm hết à. Đâu, đợt rồi 30 ăn không được thúi cái hà tối hàng kia đó, làm gì không? Ở dưới đường thùng bắt cậu. Ở dưới đường thùng bắt cậu. Tao đang ăn hát, mà ở dưới đường thùng nó bắt tao đi. Sánh ra, sánh cầm cái thùng dưới ngoài, nó vậy. Bảo à. Đưa vậy 30 hộp dịch thúi à. Trời ơi, nó cầm nặng thun, nó cứ canh nó làm gì tao bà, sao tao dám hát. Cái này xuống cho cô Ly ngồi nha. Nè, cô Ly ngồi nha. Đi rủ cô Ly ăn đi. Cô Ly đâu? Rủ cô Ly ăn với. Cô Ly qua ăn với ba nè con. Cô Ly ăn rồi. Đúc gì leo. Chơi đúc gì leo. Đó, công chúa đó. Ăn đi. Chứ lành bạc. Bây giờ là người đầu bếp chính nè, giờ cảm nhận coi sao nha. Em hả? Em lúc nào cũng ngon á, tại em nấu mà, không ngon thì được. Trời ơi, bé lên nãy giờ ăn thấy cũng nhiều rồi đó, đâu cho cái cảm nhận thật. Chứ trời ơi, nhà em giờ youtuber không à. Thật đó. Ra mà bây giờ á, thật ra mà cũng youtuber nữa nè. Thật ra mà mình ăn chay á, nó phải là có căn duyên. Phải tới ngày, tới giờ, tới lúc, tới căn ông bà xây chuyển thì mình mới ăn được. Chứ còn ngoài ra là nếu mà không xây chuyển ăn không được đâu. Ăn là lọt với rớt, lọt đợt à. Đúng rồi. Cho nên đó là tới ngày, tới giờ, tới các mình mới ăn. Chứ còn nếu mà các bạn, các anh, các chị mà ăn không được thì mình ăn tháng 1 ngày, 2 ngày vậy được rồi. Hay 10 ngày, 5 ngày vậy đó. Chứ còn nếu mà ăn không được á là sức khỏe nó yếu lắm. Còn khi mà mình ăn được, mình đúng duyên, đúng căn rồi á, coi như là sức khỏe hào hào. Hào hào à, ăn miếng rau cũng sống nữa. Long đi hát ở sân bay bên Mỹ, Long cũng ăn xào lách, cũng sống hào hào, cũng hào hào vậy đó. Để coi một khán giả kia, trời ơi, nhìn thấy anh Long mà ổng lên mà ổng ăn rau, mình thấy thèm. Đây thưa cô chú chị, cũng ăn chay luôn nè cô chú chị. Camera mà nó không ăn chay á là một điều sai lầm của cái người cõi tạm cái đời này. Là bởi vì do đây là không bao giờ biết vẽ tranh vẽ gì hết trơn á, nhưng mà vẽ hình Phật á, quả hình Phật rất là đẹp. Tất cả các vị Phật không phải ai muốn quả được là quả đâu nha. Tại sao mình không đi làm họa sĩ mà tại sao mình đi lại quả các chư vị Bồ Tát được? Tự động muốn vẽ không vẽ nhức đầu. Căn có là cái tới rồi cứ vẽ là không vẽ nhức đầu. Ấy thôi là bây giờ tự nhiên bắt lên lau bàn thờ dọn dẹp mỗi ngày vậy đó. Nếu mà không lau dọn dẹp là bị đau đầu. Bây giờ ở đây mà bây giờ trong nôm tâm bảo mà cậu phải đi xa không à. Mà bây giờ không đứa nào dọn dẹp, không đứa nào sau này quán xuyến tâm bảo thì làm sao mà cậu để lại cho mọi người để quán xuyến. Hình như lúc trước là đâu có thường khi mặc đồ lau. Không, trước em là người làm bàn thờ không nè. Em tự bông rồi tự nước tự này tự kia là mình em thôi vậy không có bụng tới đêm ngủ dậy cái nó cái tự nhiên cái em không có nói được nhưng mà bốn giờ sáng đó rồi thích sưu tầm những bộ Phật giống như mình cho nó gọn mà ở nhà để mình sáng mình có thể là thắp nhang. Tại vì giờ này là em thay nước em thắp nhang là cả sáng trắng sớm là dậy thay nước thắp nhang rồi chợ muốn này kia xong rồi chiều phải đọc kinh. À, đọc đủ thứ kinh hết, kinh Địa Tạng rồi kinh A Di Đà, kinh này kia xong hết rồi cái hồi hướng cho ông bà cũng quyền với chư Phật. Đó là ngày nào cũng 2 tiếng, buổi tối là đọc 2 tiếng mà đọc xong mà nhìn lên nhan tóc hồi nào không may rồi giống như mình mới đọc luôn. Mà đọc mà không có nghĩa là đọc rất là không có biết mệt mà càng đọc lên hết nó càng muốn đọc hoài luôn vậy, không biết sao luôn. Cái sao cậu con không biết. 4 giờ sáng là cô ấy tới rồi. Là đi thay nước thay đồ rồi con đi chợ là sao không á, đúng là sao con ngày... vô trong vùng đất này là mình phải tu rồi chứ không có là sao là sáo hết trơn á. Dạ cuộc đời rất là giỏi nha cô chú chị. Lúc đầu tiên mà Nam bước chân vô nhà ông Long á là tưởng đâu là có ô xin để làm
đó mình nói từ ô chim vô cao cấp là người giúp việc đó cô chú vậy đó, nhưng mà mình khi mà mình tiếp xúc rồi là mới biết là mọi công việc trong gia đình này, nhà cửa ăn uống giặt đồ giặt đạc là chính là vợ của chương trình làm lắm cô chú chị. Quá thật sự là rất là bất ngờ. Dạ, vậy là cô chú bà đó mới ủng hộ nấu ăn nó đúng rồi đó. Ủng hộ cái quay nấu ăn là lên. Công nhận nấu ăn rất là ngon nha. Cái quay nấu ăn với cuộc sống gia đình là tự động lên. Khán giả coi, khán giả toàn là người miền Tây của mình không à. Miền ngoài cũng gọi vô luôn. Mà gọi điện thoại hoài đó, khi nào mà nghe tiếng của em hay là nghe tiếng của vợ em mới chịu, mà toàn là lớn tuổi không à. Mấy cô dưới Cà Mau là kia cũng vậy không? Cũng cái gì cũng có duyên với nhau. Gọi hoài vậy đó. Không mà mấy cái bộ đồ em mặc rất là đẹp nha, mua ở đâu rồi đẹp quá chị? Dạ em có cái ở trên có cái bà chị kia bảo là bà thiết kế á, bà mua như vậy giống như vừa phong rồi mát mà rẻ rồi. Bà cũng hơn sao tự nhiên cái lúc mà đủ thứ kia tới rồi xong rồi gặp như cậu gọi cho chồng ở nhà dọn cái tủ trệ kinh đó cậu ở trong kho nha, trời ơi đâu quá trời phát kinh rồi đúng đúng tủ nữa rồi rồi xong ra rồi là giờ là thật ra mà nói cái người này nè, cái người này là đi theo Long là coi như là cuộc đời là khảo đảo Long nhiều nhất, và coi như là gọi là cô rất là cứng đầu cái bằng nói về con đường Phật pháp nha. Nhưng mà quý vị biết đó là coi như là ăn mặn là thích nè, ăn tôm ăn cua coi như là thấy con tôm với con cua là coi như là hai con mắt sáng rực thôi à. Nhưng mà rồi á, thời gian á mà Long đi hát á là đi theo Long á, mà Long ăn chay mà cứ ăn mặn kế bên hoài á, ông trời thật bắt làm sao mà cho mắt nghẹn trận trắng hoài à. Ăn có một cục thịt nhỏ thôi mà ta nói trận trắng mấy tiếng đồng hồ á, rồi bắt Long phải đập vô cái lồng ngực á để cho tụt cái cục thịt xuống á. Cái này là cả thật nha, mỗi lần đập nó anh như vậy để tụt cái cục thịt xuống, mà thịt nó cũng không tụt nữa, là bởi vì mấy con đó nó chui vô từng cổ nó bám đó, mà nó đâu có chịu buông ra đâu, nó chĩa qua chĩa lại, trời ơi đau dữ lắm. Tính ra là cô Linh phải học chết mấy lần. Chết thì không chết, nín thở thì không nín thở, có nghĩa là cuộc đời giống như là vừa chết mà vừa không chết được vậy đó. Cái thà cho chết đi. Thì Lâm mới ngồi ngay chỗ này, Lâm mới nói thôi bây giờ con nói cho cô nghe nè, cô giống như mẹ con vậy đó, con ăn chay trường, mà bây giờ đi theo con cái bên mà cô cứ ăn mặn hoài, nhiều khi ông bà mặt trời không có cho cô ăn mặn, từng tuổi này mà cô không để cho thân xác mình tu, cái ăn chay là để mà tu thân, để cho cái thân mình sạch, để sau này mình ra đi mình sạch, mình không có bị là có nghĩa là bị lở lét nè, rồi bị tất cả những cái con vật mà nó hành mà rồi nó trả quả nhân quả, nó làm cho lỡ cho này cho kia, đó là như vậy. Cho nên là trả cái nghiệp bệnh đó, cho nên là lập nguyện là phải chỗ giá với mẹ Quan Âm, là khấn nguyện mẹ Quan Âm là nuốt cục thịt nó tuột xuống một cái ọt, là coi như từ đó tới sau là thở được, là coi như là ăn chay luôn tới bây giờ đó. Là cái người đây nè đó, tôi kể cho quý vị nghe là cái sự thật là như vậy đó. Cái bà này nha, hồi nhỏ nhỏ. Nhưng mà ăn chay vẫn còn chửi lắm nha cô chú chị. Chọc là chửi lên đỉnh luôn á. Lấy xe đó là phải từ từ, là phải vì do đó là cái nghiệp đó nó đi theo mình là nhiều đời nhiều kiếp rồi, mà cho nên muốn bỏ thì bỏ liền cũng không được, phải dục từ từ mới được. Tại vì cái từ cái sân cái si nó nằm ở trong cái con người của mình nhiều đời quá rồi. Cho nên là bây giờ muốn thì từ nhớ chừng là bây giờ tôi đang tu quá thì bây giờ nhớ chừng là, thấy không? Nó là như vậy. Với hay bà bận quần không kế bận tia lắm nha. Đó chửi gì đâu, đó chửi gì đâu. Mà được cái gặp mấy thằng cháu hay mẹ cho bà chửi. Thôi mà phải bà chửi. Đang quay qua đây, quay nha. Để em khi vợ em đút cho em ăn thử coi ngon không, hiểu không? Không. Không là... Quay đây nè.